Em đi tiếp đi, chị ở đây canh chừng. Em đây, Mai đây. Anh Thu về tới nhà, em ra đây ngay. Anh Thu đang chờ anh. Anh cho em băng lại vết thương, rồi em đưa anh về. Anh ráng chịu đau một chút. Dùng này bọn nó bố ráp thường không vậy? Cũng thường, nhưng nhà em ở gần đồn nên yên hơn. Đến đây tìm anh có ổn không? Không lo, chị Trúc đang canh chừng phía ngoài. Rồi chị ấy sẽ dò đường trước, cho em đưa anh về nhà. Ba rất tán thành việc của con làm. Nói đúng hơn, ba hãnh diện về con. Nếu còn trẻ, chắc chắn ba đã ra đi như con. Con chỉ sợ ba má buồn vì con học hành dở dang. Tình thế bắt buộc con à? Không có cách nào hơn. Cậu Lâm đỡ cho bà, ăn uống được không? Dạ, cũng đỡ nhiều. Sao? Thế thế nào? Dạ, con cảm ơn bác. Chẳng có gì để cảm ơn. Chăm sóc cháu là nhiệm vụ của chúng tôi. Hơn nữa cháu là đồng đội, đồng chí của thằng Thu. Thì đối với chúng tôi, cháu là người ở trong nhà này. Dạ. Thấy cháu như vậy, tôi thèm. Tôi vừa nói chuyện với Thu, thế hệ tôi là thế hệ bỏ đi rồi. Biết cái hay, cái dở, mà chẳng làm gì được. Việc ba tạm thời làm được là đừng tới quán bà Thanh. Ở đó đầy bọn sĩ quan Pháp, bọn làm việc cho Pháp. Ba uống rượu, vui miệng nói hớ là lộ mọi chuyện hết á. Tốt nhất là ba cứ đến đó, nhưng đừng để quá chén. Ai làm việc gì thì cứ làm việc đó như thường ngày. Khác một chút là chúng nó chú ý ngay. Được rồi, ba sẽ không sai. Nhưng ba đóng kịch. Chị mua những thứ thuốc này, chị nhắc khéo ba, đừng để bọn nó chú ý. Mày còn đây hả? Cưỡng đi Sài Gòn rồi chứ. Mai mới đi, hôm nay còn gom tiền. Hồi nãy thấy mày ghé nhà thuốc, mua gì vậy? Mua mấy thứ con Mai nó dặn.
đem trái cây cho chị đó hả? Được. Ra đây. Ra đây. Thôi. Thôi. Ba sai rồi. Không, bà không sai đâu. Thôi, không. Thôi mà. Permettez. Oui, oui, s'il vous plaît. Bé là học trò chân truyền của tôi đó. Ừ. Còn cậu học trò chân truyền này, học trò này thì tôi đã dạy chữ, nhưng bây giờ lại đang khiêu vũ với xuống đàn. Nói cho đúng là đang nhảy đầm với Việt Minh. Hay, hay. Khiêu vũ với Việt Minh, khiêu vũ với xuống đàn. Danser avec la nuit. Bercer ton ombre sur mes pas, avec la nuit, avec la nuit. Hay, hay. Tôi mệt quá. Cô chưa mệt đâu. Hôm nay tàu về sớm, thôi dẹp hết, để người ta còn bán buôn. Nè Trúc, phụ với chị một tay. Sinh, ba em mời anh vô nhà uống nước. Cảm ơn Trúc, anh vô ngay. Bên đây. Ví với đường thi thì không ví được, bởi vì mỗi bên có một cái hay riêng. Nhưng xét ra đúng là cả hai đều làm rạng rỡ thêm cho hai ngôn ngữ.
Càng hiểu sâu về chữ càng thấy hay. Đó, thế hệ của chúng tôi may mắn hơn các cậu loại chỗ đó. Tôi nói tới đâu rồi? À, chúng tôi may mắn hơn các cậu. Đã đi học thì tối thiểu cũng nắm vững được chữ Hán và chữ Pháp. Hai anh chạy ngã này, tắt về phía đó, qua bên kia núi là ổn rồi. Em giữ chân bọn nó ở đây. Con tôi. Nơi mà chúng gọi là nhà tù này thật ra là để chúng ta có dịp gặp gỡ, học tập nhau, giúp đỡ nhau, trui rèn thêm ý chí. Lê Thị Bạch Mai. Có. Nguyễn Thị Xuân. Có. Lê Thị Bạch Mai, mang theo đồ đạc, mau lên. Mời thầy Trúc và Mai lên xe. Không. Lên xe về nhà Mai, chứ không phải đến nhà giam khác đâu. Thôi, về đi em. Không, tôi đi bộ. Anh tưởng cả thị trấn này người ta đuôi mù hết à? Nếu không có anh đi lạy người này xin người kia thì cha con nó buộc xương trong tù. Chỉ có em không muốn biết, còn cả thị trấn này ai cũng biết anh là học trò của thầy Thống. Tình nghĩa thầy trò, quân sư phụ. Còn con Mai là gì anh? Em chỉ giỏi ghen đâu đâu. Cái gì mà ghen? Em đã là gì với anh đâu để mà ghen. Nhưng ghét chuyện sờ sờ người ta nói cứ cãi.
Mình trồng trọt chăm bón quanh năm cực khổ, mà thu lợi không bằng người ta đi buôn vài chuyến. Buôn bán thì nói làm gì, ngay cả bọn mù chữ cũng kiếm ra tiền quá dễ. Chỉ cần có chút vốn thì chị đi buôn đi. Mày kỳ cục, tao không hiểu mày. Còn em thì em hiểu chị. Mày hiểu tao thế nào? Hiểu chị đã vướng cái bã tiền bạc của một thanh me tây, và hiểu trong mọi tính toán của chị đều có thằng Sinh dự vào. Sao lại thằng? Dù sao anh ấy cũng là bạn anh Thu. Đối với em, bọn bán nước, bọn tay sai cho giặc, em cho là thằng hết. Từ khi thằng Sam Dông về làm đồn trưởng, không ngày nào là không càn quét. Nó thù Việt Minh, trên người của nó có cả chục vết thương. Cái chính là nó vừa sợ vừa say máu nữa. Lính Lê Dương mà. Sao buôn bán thế nào tiểu thơ? Dạ cũng tạm được bác ơi. Nè ba, trưa con không về nhà? Không đâu ba, về nhà sao sáng sớm con ra xe kịp. Uống đi em. Dạ. Bày đặt trả tiền, chị mời em mà. Không, đây là số tiền bữa trước em mượn chị để lấy hên đó. Em đi nghe chị. Merci, merci. À vos santé. À vos santé. Bạn tôi bên Pháp mới gọi Trung Quốc. Nó bảo nhớ Đông Dương lắm, nhớ những quán rượu như thế nào. Mai mốt về Pháp đem Madame theo, tức là mang cả quán rượu này, mang cả Đông Dương về theo rồi, còn gì để nhớ nữa. Ai đem bằng trang điểm tới cho em vậy chị? Trời, hỏi gì không sợ người ta buồn à? Người ta nay phòng gì chẳng ra phòng ở, người ta còn trách chị không lo cho Trúc nữa. Kìa, người ta tới rồi kìa. Chị trả phòng lại cho em. Anh đem những thứ này tới đây làm gì? Em đâu cần. Có tốn kém bao nhiêu đâu. Em không cần thì cứ cho ai tùy ý. Đã có tiền của con mẹ Thanh ấy thì làm sao mà thiếu thằng Sinh được. Con đã nói đứa nào cũng được, mong cho nó thành vợ thành chồng, chứ không thì tai tiếng con à. Tai tiếng thì cả thị trấn cả huyện này người ta biết hết rồi. Còn thành vợ thành chồng với thằng Bụi Tây ấy à, anh Thu đi đánh Tây, còn nó thì xách dép cho Tây. Thôi con, ba con về kìa.
Phơ. Tôi suýt cắt họng của bạn chủ nhà của cô. Cô Trúc tới kìa. Chạy chạy chạy. Bà không thấy gì đâu mà. Bà khóc tụi bay ơi. Bà không thấy rồi. Bà có thấy bà cũng không xách gậy rượt như ổng đâu. Mấy bữa nay ổng có ra đường đâu. Giả tiếp đi tụi bay. Giả giả nữa tụi bay. Ừ, đúng rồi đó. Đúng rồi đó. Có chừng đó tụi bay. Có chừng. Chừng mà thấy nghe. Tôi không ngờ cổ như vậy. Thiếu úy nói đúng rồi. Nhưng cổ không có lỗi. Không phải cô muốn như vậy. Nếu không muốn sao cổ không quyết liệt. Tôi đã hết lòng với cổ vậy mà. Ở đời thường vậy đó. Cứ thả mồi bắt bóng, sao rồi mới sáng mắt ra. Anh đố em vậy chứ, con cô Trúc là con ai? Con ai thì kệ người ta. Anh này, con ai cũng là con quan hết. Con quan ba hay con quan một gì cũng là con. À, câm ly cái miệng. Nếu là con thằng Sinh thì sao? Il paiera la tournée. Ta đã bảo nó đánh cá, nó không nhận. Nhưng không cần, không cần. Thế cô đẻ ra con tao là tao cho tụi mày uống mặc sức. Thì chân này có bao nhiêu rượu là tao cho tụi mày uống bấy nhiêu mặc sức. Tôi không dạy được con giữ nền nếp gia phong. Thật là nhục nhã với tổ tiên.
rồi còn lại. Bảo lấy hết rượu trong quán, bao nhiêu tiền tính với ổng thì quá trời. Ổng bảo đặt tên thằng nhỏ là Nê Rông, ổng uống rượu, ổng bắn. Nè, Nê Rông là cái gì vậy hả? Tôi biết đâu, ổng bảo Nê Rông đốt hết thành phố gì đó, ổng sẽ bắn nát hết cả vùng này để mừng Nê Rông. Khổ quá, chắc chết. Nhìn đi, nhìn đi Thiếu Quý, nhìn đi. Quý giỡn mà. Bánh đi, bánh nữa đi, tôi cháy hết cả đi, để chúng nhớ ngày Nê Rông của tao ra đời. Thời gian phải tập kết ra Bắc quá gấp, anh tiếc là không gặp được em. Anh hiểu và thương em. Em ở lại hãy vượt qua mọi thử thách, cố gắng làm lại cuộc đời. Anh Thu của em. Thank you.
gì đó anh? Có ông Sinh ở đây không? Không thấy. Mẹ, ông nội đi đâu không biết. Thằng nào lên xe bước xuống. Tôi mà thiếu quý. Mày đi đâu? Dạ đi tìm đại quý Sinh. Có điện ngoài tiểu khu gọi. Sinh nào ở đâu mà tìm? Tôi tưởng đại quý đi uống cà phê. Tôi tìm mấy nơi rồi không thấy. Đi. Mày làm vợ tao hay vợ thằng Sinh? Muốn làm vợ bé nó thì dẫn xác đi đâu thì đi đi. Đồ điếm thối. Mày muốn tao tha thứ? Tao đã tha thứ. Tao muốn quên đi. Mày không để tao quên. Thằng Sâm Vong đã cuốn gói 30 đời nhà nó. Lại còn thằng Sinh lãng vãng anh em. Mày lấy tao làm gì? Cút đi. Cút. Nếu phải cút đi thì người cút đi là anh. Tôi cũng không muốn thấy mặt anh nữa. Anh cút đi. Đây là nhà của tôi. Tất cả là tài sản của tôi. Anh chẳng có gì ở đây cả. Aujourd'hui, nous allons étudier la campagne. Qu'est-ce qu'on cultive à la campagne? À la campagne, on cultive le riz. Répétez avec moi. À la campagne, on cultive le riz. À la campagne, on cultive le riz. Very nice. Oh, yeah, I think so. Chủ quán đâu rồi? Cô Trúc, chủ quán, ông Bennett và ông Thompson trong đoàn cố vấn của tiểu khu về thăm quận để kiểm tra, xem xét những yêu cầu viện trợ. Xin giới thiệu với hai ông người đẹp của thị trấn. Biết đâu người đẹp cũng sẽ yêu cầu xin viện trợ. Nếu người đẹp muốn, chúng tôi sẵn sàng viện trợ. Xin cảm ơn, mời quý vị. Anh hỏi coi mấy ông dùng gì. What do you drink? Coca. Coca-Cola. Trúc cho tất cả Coca-Cola. Mấy em cho 4 Coca-Cola. Avec Monsieur Bennett, vous pouvez parler français. Ah, vous parlez français? Un peu. Moi aussi, un peu. Còn với ông Thompson thì Trúc mặc sức nói tiếng Việt. Em đã nghe ông Thompson nói hồi nãy rồi. Giỏi lắm. Cảm ơn lời khen. Tóc vàng quá ha. Không biết người nước nào nữa. Người Mỹ tụi bay ơi. Anh sao vậy? Nhức đầu quá. Vậy anh nghỉ một chút đi, rồi ăn cơm. Tên Mỹ Bennett biết tiếng Pháp. Hồi nãy thấy anh dạy ở trường, khen anh nói tiếng Pháp như dân Parisien. Anh xin phải giới thiệu cho hắn biết là từ nhỏ anh đã học với các linh mục người Pháp ở trong trường nhà dòng.
Ông Sinh bây giờ làm gì với bọn Mỹ? Ảnh làm việc ở chi khu, thay mặt quận trưởng hướng dẫn họ đi kiểm tra và phân phối hàng viện trợ. Thôi anh nằm nghỉ đi, em xuống bếp. Okay, thank you. This afternoon. Okay. Tâm Sinh gửi lời thăm em, hứa chiều nay sẽ giao đợt hàng đầu tiên. Thằng này khá lắm, nó đã hứa là chắc. Lần này mấy tấn quần áo chứ không phải ít đâu. Về sau sẽ còn nhiều thứ khác nữa. Em xong công việc rồi à? Ồ, Trúc, hơn cả tháng rồi mới gặp nhau. Bữa kia mình ghé quán chỉ gặp bác gái, còn ông thầy giáo tới đâu rồi? Bao giờ có tiệc mừng? Đã định đoạt gì đâu. Ông lên chức lên quyền, trông bà càng thêm trẻ ra đó. Thôi, mình phải đi gấp có chút việc. Hẹn gặp nhau sau nhé. Ngồi chờ chút nghe. Chú Minh hả? Cứ vào. Đã đến đây với đại quý lâu chưa? Thưa bà, mới chừng 15 phút. Nè, xong công việc rồi về đây đón tôi. Dạ. Em đi nghe. Không phải anh có gì cần đi luôn với nó à? Dẹp cái thói ghen tuông dớ dẫn của em đi. Tôi mà ghen à? Hơi đâu mà ghen với một con me tây. Con me tây đó, bây giờ Mỹ nó mê hơn ai hết. Thầy dạy em học nói đi. Dạ. Dạ xin phép cha. Có lẽ tôi chưa trình bày, thầy cũng đã biết. Đây là thơ của các phụ huynh học sinh. Thầy có thể đọc được. Trường của chúng ta là trường của giáo hội. Riêng về thầy chưa nói về mặt đạo, chỉ nói về mặt đời, thì thầy là một thầy giáo. Không phụ huynh học sinh nào muốn thấy thầy trong cảnh thầy đang sống cả. Thầy giáo chắc cũng thừa biết cô Trúc ấy là ai, như thế nào. Ngay các em học sinh cũng xăm xì bàn tán. Đây không phải là nhà dòng. Trong nhà dòng, cái ăn cái ở, mọi thứ đều có sẵn. Anh chỉ tin Chúa và cầu kinh là đủ. Còn đây, đây là cuộc đời. Mà đã là cuộc đời thì có đủ hết. Có đói, có thù hận, có nhà tù. Tôi không muốn đói, không muốn nhà tù. Tôi cần tiền, cần sống. Nhưng tôi không nói điều ấy. Không có điều nào ngoài điều ấy. Anh tưởng không tiền mà sống được à? Muốn giữ thứ đạo đức của anh cứ trở lại nhà chung là tốt nhất. Trúc à, sao con nói vậy? Con không có cách nào nói khác hơn. Thank you.
cùng vô với con có đông không? Má hỏi làm chi, chuyện quân sự. Không sao, cứ nói cho bác biết. Đông bác à, không đông làm sao tổ chức đánh đuổi tụi nó được. Sao chưa thấy thằng Thu nó về? Anh Thu chưa về được, anh còn phải học ở Liên Xô 3 năm nữa. Vậy à? Sẵn đây con muốn thưa với bác, con về đây công tác lâu dài, con và Mai xin phép bác được kết hôn. Sao con? Thì anh Lâm nói với má rồi. Hai đứa bày thiệt à, má hỏi cho biết vậy thôi. Được vậy em má mừng, nhất là hai đứa bay cùng một chí hướng. Tiến lên, tiến lên, tiến lên. Đừng lo cho con, đừng lo cho con. Đừng nhờ ai. Má đừng buồn, rồi có ngày con sẽ ra thôi. Má nhớ giùm con, không cần nhờ giả gì ai hết. Tomorrow morning? Okay. Bye bye. Tâm xin báo tin sẽ giao cho em một lô hàng nữa vào sáng mai. Em biết rồi. Nhưng việc đang cần là nhờ anh chuyển con Mai. Vận động để thả Mai lúc nào là chẳng được. Nhưng nên để nó chịu đựng một thời gian cho nó biết. Mai cứng đầu phải uống nắng từ. Rồi em nên kéo nó về ở với em. Em thử tưởng tượng sẽ làm ăn thế nào với bọn Mỹ khi chúng biết Mai vẫn ở trên làng, tiếp tay cho bọn Việt Cộng Nam Dùng. Má nè, con Mai về nó sẽ ở đây. Tiền là được hết. Con đang có tiền. Anh Sinh chưa muốn cho nó về, nhưng cấp lớn hơn ảnh sẽ cho. Nó dặn má đừng lo cho nó, đừng nhờ cậy ai hết. Nhưng con không thể không lo cho nó. Thiếu tá trưởng phòng an ninh của tỉnh cũng là chỗ quen biết của chị Trúc. Cô mấy tuổi rồi? Tôi đã khai khi mới bị bắt. Thiếu tá họ cho biết vậy thôi. Thiếu tá đã đồng ý với anh cho em về, với điều kiện là em về ở luôn trong thị trấn với bác gái và chị Trúc để làm ăn. Anh khuyên em nên vậy. Anh là học trò của bác trai, là bạn của anh Thu em. Tôi không muốn vậy. Anh Anh sao vậy? Không, anh không sao cả. Em gọi với con, anh phải đi coi có chuyện gì. Đêm qua xảy ra trận đánh ở đây. Lợi dụng đêm tối và sự bất ngờ,
Việt Cộng phá khám, giải phóng bọn tù. Chúng để lại nhiều xác chết không kịp mang đi. Sao? Mày vẫn để cho bác về làng à? Tao chán quá không muốn nói nữa. Ở đây được mấy bữa cái nói như nhà, như giường, như rẫy. Dưới này ở không không biết làm gì. Nhưng ở trển thì còn giường rẫy gì nữa. Bác à, trên đó là vùng quanh kích tự do, nguy hiểm lắm. Bác về làm gì? Nhớ nhà lắm, không về không được con à. Em Mai, lúc này mạnh khỏe không bác? À, nó bình thường, bác không gặp lâu rồi. Ăn kẹo, nghỉ một chút, rồi chúng ta tiếp tục. Nè, đây. Nè. Thấy bánh kẹo, mình nhớ Tết ghê vậy đó. Tuấn, chụp nè. Hết ý nha. Có tiếp tế nè em ơi. Xuống đây. Áp chặt bán súng vào vai, ngắm ngay đỉnh đầu rồi. Tất cả về vị trí chiến đấu. Du kích Việt Cộng không có mấy tên chỉ dám bắn lén rồi trốn đâu đó. Chúng chưa làm được gì ban ngày ở đây. Thưa đại quý, Hạ Sĩ Phong lúc nãy bị trúng đạn ở ngực, đã tắt thở. Báo tin cấp cho thân nhân rồi làm lễ an táng. Tuân lệnh. Xin mời. Chào thiếu tá. Chào quý vị. Đây là ông Chương, trước là giám học trường trung học, nay đã bỏ nghề cũ, đang trở thành triệu phú, nhà thầu xây dựng căn cứ Mỹ. Ông Chương còn là dân biểu quốc hội. Mấy năm nay tôi hoạt động chủ yếu quanh vùng Sài Gòn, nay được trở về tỉnh nhà, tôi mong được hợp tác cùng quý vị. Ông sẽ có cơ hội làm việc với tôi. Các bạn tôi đã mãn nhiệm kỳ, ít hôm nữa họ sẽ rời khỏi Việt Nam. Dạ. Ta đi thôi, giao hết cho huyện đội là sảnh nợ. Anh Lâm. Chào anh. Anh, lát nữa còn gì chị cứ gọi em. Mai, sao em không báo tin cho anh biết? Em định gặp anh là gặp một lúc khác. Và báo tin cho anh, không phải tin về cái chân này. Vậy thì là tin gì? Đừng anh. Có sao không em? À, có thơ anh Thu gửi này. Anh Thu thăm hỏi gia đình, có nhắc tới chị Trúc. Em có tin gì về chị ấy không? Người ta có lối sống khác mình, em không thể làm gì được.
nhức đầu quá. Mời các bạn cá nhân trong hàng ngũ diệt đội, các bạn đang kéo dài một chiến đấu tuyệt vọng. Vì cậu ở đâu đây mà chúng gọi vậy? Anh biểu tụi nó câm đi. Em phải đi coi tụi nó chuyển hàng. Em đã nhất định một mình mua luôn cả số hàng ấy à? Thiếu tá Sinh có gây trở ngại gì cho anh không? Trở ngại gì? Anh là đại diện chính thức của sức mạnh nước Mỹ đây. Vậy thì vấn đề của em chỉ là có đủ vốn hay không? Và em có đủ vốn để khỏi cần phải kéo ai thêm vô cho họ chia lời cả. Sao? Vụ cô Trúc gốc cổ phần dòng đến đâu rồi? Tôi định hỏi lại thiếu tá. Không cần hỏi lại gì cả. Ráng kéo cổ vào. Có cổ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều đối với bọn Mỹ. Coming. Colonel Schiller. Chào ông. Ông Chương muốn trình bày gì thì nói đi. Trung tá Schiller, ông Chương muốn đề đạt với tỉnh, xin các ông viện trợ cho một số trường học trong tỉnh. Là dân biểu, nhưng ông ấy vốn là nhà giáo, nên rất chú ý đến vấn đề giáo dục. Ông Chương còn là một nhà thầu đáng tin cậy. Trung tá có thể giao một số công tác xây dựng cho ông. Ok. Khoảng đất rộng 500 mẫu này sẽ là căn cứ quân sự của Mỹ, gồm sân bay, kho vũ khí và nơi đóng quân của Mỹ. Chỉ 2 tuần nữa thôi, người Mỹ sẽ bắt đầu xẻ đường, tráng nhựa, xây dựng lại mọi thứ cần thiết. Riêng về chúng ta, họ giao cho công trình xây cất nhà ở và khu giải trí cho sĩ quan Mỹ trên diện tích 30 mẫu. Vốn khá lớn đó. Đợt đầu không bao nhiêu đâu, sau đó họ sẽ trả tiền từng đợt cho mình. Được rồi, ông Chương là người nhiều kinh nghiệm về việc này. Mọi việc xin giao cho ông chủ trì. Ta đi thôi. Có việc gì? Với cha thì có việc gì ngoài việc trường ốc đâu? Cha có một số vật liệu viện trợ. Nhiều không cha? Vài trăm bao xi măng, một ít sắt thép, chẳng nhiều nhỏ gì. Cha định bán lại tất cả à? Sao lại bán? Vậy cha hỏi con có chuyện gì? Cha vừa gặp thầy Chương, thầy Chương bảo chỉ nhờ con là được. Giấy tờ đâu vào đó cả rồi, nhưng xuất kho khó quá. Nếu không có ai nói giúp thì phải chờ cả nửa năm. Được rồi, nếu giúp được, con sẽ giúp. Cha đợi chút. Chú Năm, vô đây.
có chuyện gì? Dạ thưa, xe 366 bị cảnh sát thị xã chặn giữ. Bao giờ? Dạ cách đây nửa giờ, họ đợi đưa về Tuy lập biên bản. Alo, tôi là Thanh Trúc đây, xin nói chuyện với ông trưởng Ty. Phải, em đây. Em lại nhờ ông trưởng Ty giúp cho em một việc. Chiếc camion 366 của em ấy mà. Dạ, em cho người tới ngay. Cứ đưa cho ông trưởng Ty cảnh sát để nhận lại xe. Khi nhận nhớ xem lại cho kỹ. Dạ. Có gì mất mát báo cho tôi biết ngay. Dạ. Anh Hải kìa, anh Hải kìa. Chuyện đọc tụi em đi làm. Sao anh? Khoan, để hỏi bà chủ đã. Trời ơi. Cho về nhé. Dạ, cho cứ yên tâm. Thưa cô. Sao? Tới đâu rồi? Thưa, việc chọn người để tuyển cái như xong. Nhưng biết người nào việc cộng người nào không. Mà trong căn cứ Mỹ thì đầy những bom đạn kho xăng, làm sao mình dám nhận trách nhiệm? Nhưng tôi có nói anh ký nhận lãnh đâu. Anh chỉ cung cấp người cho chúng nó chọn. Việc còn lại là của thiếu tá Sinh. Ông còn cả cái phòng an ninh của ổng. Anh đã gặp ổng chưa? Thưa chưa, tôi muốn trình với cô trước. Anh đến gặp ổng ngay. Nói ý tôi là như vậy. Dạ. Chừng 15 phút thôi, tôi sẽ tới gặp anh. Ok, tôi chờ câu lạc bộ tiểu khu. Đẹp đâu rồi? Để nhà cho mình dễ nói chuyện. Uống gì? Bia nhanh. Cho một chai bia. Anh có vẻ thích cô hồi nãy. Có gì trở ngại không? Không. Người đẹp sẽ thuộc về anh. Đối với anh tôi chẳng tiếc gì cả. Về mọi quyền lợi tôi cũng rất sòng phẳng. Không như con mẹ Trúc, nó ăn trên đầu trên cổ chúng mình. Nó đã qua mặt mình bao nhiêu lần, bây giờ nó lại bắt anh bảo đảm với Mỹ không có gì cộng chui vào lũ gây điếm. Căn cứ nổ, bọn Mỹ chết, anh chịu. Tiền bao nhiêu nó bỏ túi hết. Sao anh cứ quá lo? Phải, tôi lo, sợ, ngại. Làm ăn với con mẹ ấy không được đâu. Anh muốn giả hùng chứ gì? Đúng. Để tôi tính. Không nên tính gì cả. Anh buông con mẹ ấy đi. Tôi sẽ thỏa mãn mọi yêu cầu của anh. Anh coi tôi như là gái điếm không bằng. Em hãy giúp anh lần này. Đây là chuyện làm ăn lớn. Mà ông ta cũng đẹp trai, lại ga lăng nữa, đâu phải là cực hình. Tôi cho anh biết, tôi sẽ mê ổng, bỏ anh luôn đó. Đó là quyền của em. Chúc anh vui.
This evening, 7 o'clock. Okay. Mister? Okay. Darling. Anh Sinh hả? Thôi, em hát không được đâu. Để em coi. Thiếu tá Sinh nhắc lại lời mời chúng ta đến câu lạc bộ tiểu khu tối nay. Ông còn khen giọng em tốt và yêu cầu em hát nữa chứ. Yêu nhau trong cuộc đời, mơ duyên tình dài, gắn bó đôi lời. Đêm chia ly lạnh lùng, đưa tay một lần, đến mai không còn. Đêm nay không còn dài, xin trao vài lời, chớ trách nhau hoài. Lời từ ly êm ái, để đâu không nói đêm nay. Từ ngày mai ngăn cách hết rồi, từng khi đưa đón, có mấy ai không buồn lúc duyên chưa tròn. Chẳng được say mà đành lòng nếm chua cay. Vì sao quên hạn kỳ cho chẳng buồn vì gọi cho cảnh sát có chuyện gì? Mây đem mưa trở lại. Don't be afraid, nothing dangerous. Thưa chú ta, nhiệm vụ đã hoàn thành rất kín đáo, không ai hay biết hoặc nghi ngờ. Sốc. Không ngàn lần, không ai giận hờn. Thưa thiếu tá, nhà con trúc bị cháy. Rằng, lòng người như chiếc lá, nằm trong nghe con xe cứu hỏa tới, có cứu được không? Cửa thì vọng vì có chất nổ. Lòng người như chiếc lá, nằm trong cơn gió. Vậy? Thưa cô, chính là nhà của cô. À, tiêu tan hết sự nghiệp rồi. Nếu có dịp phải ra tranh cử với ông, tôi sẽ rút lui là cái chắc. Rút lui là phải. Nhưng nếu tranh cử, tôi không tranh cử dân biểu quốc hội như ông. Tôi sẽ tranh cử tổng thống. Nhưng điều đó tôi chưa nghĩ tới. Điều tôi đang nghĩ tới là giúp đỡ cô Trúc. Nhà cháy là do chất nổ gì cộng đặc cố tình giết thằng bồ Mỹ của cô. Nhưng giết hụt. Khi nhà cháy, cổ và thằng bồ Mỹ của cổ lại có mặt ở câu lạc bộ với tôi. Cổ đang bị tạm giữ, sẽ được thả ra ngay. Và ông sẽ có dịp sử dụng lòng nhân đạo với người đã từng làm ăn chung với mình. Sử dụng lòng nhân đạo thế nào? Chẳng hạn giúp cổ một số tiền,
để có thể rời bỏ xứ này, đi đâu tùy ý. Vậy đó, lòng nhân đạo vốn là món dễ tốn tiền nhất mà. Tôi đã hứa với ông, mọi yêu cầu của ông đều được thỏa mãn. Đây, cô ấy sẽ lãnh tiền ở ngân hàng Sài Gòn. Thiếu tá đưa những hình này cho tôi để làm gì? Trung tá hãy chọn cô nào tùy thích trong số những người ấy. Cô Trúc sắp rời khỏi nơi đây. Tại sao cô ấy phải đi? Nhà cô Trúc bị cháy nát đêm thứ bảy vừa qua là do chất nổ của Việt Cộng cố tình muốn giết Trung tá. Ngày nào cô Trúc còn ở đây là ngày ấy sự an toàn của Trung tá bị đe dọa. Cô Mai, em của cô ấy là Việt Cộng, Trung tá nhớ chứ? Theo ý tôi, chúng ta nên giúp cô Trúc đi làm ăn nơi khác. Ok. Chúng ta có muốn gặp cô Trúc để từ biệt không? Tôi nghĩ là không nên. Để có thể về ngủ được rồi. Tôi đưa Thanh Trúc về nha. Đưa tôi về làm gì? Anh nhỏ hơn tôi hàng chục tuổi, phải không? Tại sao đàn ông hơn đàn bà vài chục tuổi vẫn thành chồng vợ được? À, đó là đề tài một bài báo hay. Đề tài giải phóng phụ nữ. Nên viết lắm. Thay vì các anh cứ viết toàn những chuyện nhảm nhí rẻ tiền. À, mon sentier. Je crois que vous ne revenez pas. Merci, vous me manquez beaucoup, vous savez. Voilà, mademoiselle, parle français aussi. Bonsoir, mademoiselle. Vous permettez? Trois whisky. Vous travaillez ici depuis quand? Depuis 6 mois. Et avant? 6 ans auparavant, j'étais millionnaire. Maintenant, je me réveille parfois sans avoir de quoi me payer un petit déjeuner. Demain matin, vous aurez de quoi vous payer 200 ou 300 petits déjeuners.
Quel est ton nom? Champion. Ton prénom? Néron. Néron Champion. Je suis d'origine française. Oh. Pas de question. Donc, je t'amènerai aux États-Unis. Je t'aime. J'aime ce pays parce que mon père a vécu ici. Où vas-tu? Je vais prendre un peu d'air. Okay. Let's go. Cho tao coi với. Lâu lâu mới có tờ báo ở thành. Chị cho mấy em xem một chút. Báo gì? Báo đời. Đăng toàn là những chuyện nhảm nhí. Chúng nó còn tất cả về vị trí chiến đấu.